Rồi, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về vấn đề làm cách nào để vừa giữ bộ lá xanh, chống vàng lá, rụng lá sớm và vừa tạo nụ cho cây mai được dày đặc hơn các bạn ha. Thì nói chung video này rất là hữu ích cho các bạn. Tại bạn biết không, cái thời tiết của mình á, lúc này á, là nắng mưa thất thường, đặc biệt là khi mà bị cái tình trạng mà khắc nghiệt như vậy, nắng mưa thất thường, tức là mưa nhiều thì cái cây của mình nó đâm tược, giờ nắng lên gắt và kéo dài thì cái khả năng là cái lá của mình nó sẽ mau già và rụng. Đặc biệt là nếu mà cứ cung cấp cái hàm lượng mà đạm nó không đủ trong cái những cái ngày nắng nóng, nó khó lắm các bạn ha. Đó, thì làm sao để mà mình giữ được cái bộ lá này nó xanh đến cái cuối tháng 11 mà nó xanh đến cuối tháng 11. Chứ còn nếu mà cái lá này mình nói đặc biệt á, khi mà nắng gắt lên như vậy kéo dài một tháng là cái lá mà nó rụng liên tục, nó rụng ghê lắm các bạn, nó vàng mà nó rụng ghê lắm. Đó. Kể cả lá mỏng lá dày vậy nó cũng vàng, nó rụng chứ. Tại vì về quy tắc á, là cái mùa này là cái lá của mình nó cũng đã hơi sạm rồi. Mà khi gặp thời tiết nắng nóng á, nó chịu không nổi. Là gặp mình bón thiếu đạm nữa, chứ mình bón dư đạm thì không có được. Tại vì bón dư đạm là nó có sẽ để lại những cái vấn đề ha. Mình chút mình nói sao. Khi mà nắng gắt lên cái lá mình nó sẽ mau già. À, tại cái lá mình nó đã sạm rồi. Mà khi gặp nắng gắt lên nữa thì nó mau già. Mau già thì chỉ cần trong vòng nó kéo dài, chỉ cần trong vòng khoảng tháng một tháng hoặc một tháng rưỡi là cái lá mình nó rụng từ từ. Mà bạn biết khi mà cây mai mình cái lượng lá trên cây mà nó rụng nhiều quá, nó vàng nó rụng nhiều quá thì cái nụ nó mau lớn lên no nưỡng luôn. Và khi mà nó đã chín mùi quá rồi, chín mùi quá rồi ở tháng 11 thì nó sẽ nở sớm. Đó, cái vấn đề đó bạn lưu ý ha. Bởi vì sao, tại sao người ta không phải bón đạm nhiều quá nhiều nhưng người ta vẫn giữ cái bộ lá nó xanh, nó xanh ở một cái ngưỡng để mà nó chống chịu với lại thời tiết, nó chống chịu nó về thời tiết nắng nóng các bạn ha. Và mình cũng dự đoán là tuy mưa bão kéo dài nhưng mà khả năng là nắng nóng nó sẽ kéo dài liên tục hơn. Đó, chính vì thế làm cho cái lá mai của bạn nó sẽ rụng. Tại vì hôm giờ hai mấy bữa nay thời tiết nắng nóng cực độ ha, thì cái vườn mình cũng biết, các bạn biết là mình bón cái vườn mình là bón thiếu đạm, cực kỳ là thiếu đạm luôn, nên cái lá mình gặp thời tiết nắng là nó sẽ sạm lên và nó rụng. Thì sáng nay thì mình quét cũng khoảng là một cái thao nhỏ như thế này nè, thì bạn thấy ha, mới đây thôi, mới nắng vài ngày đây thôi mà bạn thấy là cái lá của mình nó sẽ mau già và rụng đó. Tại vì mình bón thiếu đạm rất là nhiều. À, bạn thấy nè, mình bón thiếu đạm cốt lõi là để nó ít đi cơ đọt, nó đi cơ đọt chậm để mình không có xịt thuốc các bạn ha. À, bò trĩ nó ăn mà thấy ha. À, con bò trĩ nó thành đen mà nó chạy luôn nè, bạn thấy ha. Đó, bạn thấy để mình lấy nét nè, nó nhỏ mà không thấy, dày đặc bò trĩ trên đây luôn nè. Đó. Rồi cái giải pháp là tại sao cái lá mai của bạn nó dễ bị già và nó rụng ha. Thứ nhất là những cái lá mai mà đối với những cái cây mai mà rễ yếu thì hấp thu dinh dưỡng không có tốt và nước không có tốt nên nó sẽ không có làm cái lá bằng dày được. Thì những cái lá mà mỏng thì khả năng là nó sẽ mau già và mau rụng hơn cái lá dày. Đó là quy tắc ha. Thì trên một cây bạn làm sao cho lá nó dày thì nó khó rụng hơn là cái lá mỏng. Đó. Khó rụng hơn là cái lá mỏng khi mà gặp thời tiết mà nó nắng nóng lên ha. Thì thời tiết nắng nóng này mình chỉ yêu cầu các bạn là làm đúng hai cái điều này thôi. Thứ nhất là phải tưới nước cho nó đầy đủ, tưới nước cho cây đầy đủ, đừng có để cho nó sốc nước. Phải tưới điều độ, bạn phải hiểu cái từ điều độ có nghĩa là trong lúc nào cái trong chất trồng của bạn nó phải có độ ẩm vừa phải đó, để duy trì trong những cái ngày nắng nóng liên tục như thế này. Đó, bò trĩ nó ăn nè bạn thấy ha, bò trĩ nó ăn te tà le hay chứ. Thứ nhất là nước ha, thì bạn kiểm tra cái chất trồng của bạn, thí dụ như những ngày nắng nóng á, bạn có tưới dư một chút xíu, dư nước chút xíu cũng không sao ha. Trừ khi những cái ngày mưa dầm mưa về thì dư nước mới hại rễ thôi, còn những cái ngày mà nắng nóng như thế này nè thì thí dụ như sáng bạn có tưới đẫm hơi dư nước một chút
thì tới chiều nó cũng còn ướt ướt cái chắc chồng mình á, cũng không sao, không ảnh hưởng gì tới bộ rễ cả. Là bạn thấy nó rụng ha, nó già ha. Đó là vấn đề về nước ha. Còn nếu mà trong cái những cái ngày nắng nóng, những cái tháng nắng kéo dài như thế này nè, có thể là bây giờ ha, nắng nó kéo dài tới là bạn thấy nè, bón thiếu đạm, khi mà nắng lên nó già lá nó rụng nè, bạn thấy nè. Nè, nó rụng, nó già lá rõ luôn các bạn ha, là bạn thấy nè. À, nó già lá ha. Thì cái lá già như thế này nè, nó phân biệt ha. À, nó rụng ghê lắm nè. Đó bạn thấy có cái cây này không mà nó rụng. Rụng kinh khủng luôn nè bạn thấy ha. Nè, đó. À, nó già, nó xuất hiện lá già quá trời luôn nè, bạn thấy ha. Lá này là nó dày nha các bạn ha. Chứ không phải lá mỏng đâu, nó dày mà nó còn già như này nè. Là mình bón quá thiếu đạm. Rồi cái giải pháp á, là để duy trì được cái bộ lá mà xanh, chống chọi với thời tiết và vừa tạo nụ được cho cây mai, thì các bạn nên mua cái hũ này nè các bạn ha. Hũ 15-30-15 này nè, nó cũng rất là hay. Thì bây giờ các bạn sử dụng được đạm nó vừa phải 15%. Còn nếu mà thí dụ như để tới tháng 10, tháng 11 mà lá bạn rụng nhiều quá, bạn can thiệp đạm hơi cao một chút nè, mình nói hơi cao thôi nha, là cây mai bạn nó nở liền, mới khó chịu lắm. Thì lúc này bạn nên can thiệp đạm hơi cao đi, mình nói hơi cao nha, là cái ngưỡng khoảng dưới 20% nha, chứ không được sử dụng trên nữa. Nhiều bạn không biết cứ lấy 30-10-10 hoặc 20-10-10 tưới là không được. Đó. Thì lúc nào cây mình bạn muốn giữ bộ lá nó xanh được lâu thì phải cung cấp đạm cho nó. Mà ngặt cái là tháng này cung cấp đạm quá cao thì không được, phải giảm đạm một chút xíu. Ha. Và đặc biệt cái tháng 10 và đầu tháng 12 hoặc cuối tháng 12, xin lỗi, tháng 10 hoặc cuối tháng 10, 11 hoặc là trong tháng 11 á, là cái tháng mà rất là nhạy cảm. Cuối tháng 10 và đầu và trong tháng 11 các bạn ha. Đó, thì làm sao là làm phải giữ được cái bộ lá. Nhưng mà lúc đó là không thể nào bón đạm cao. Ví dụ như lúc đó mà bạn lấy cái thằng N3M nó có hàm lượng đạm á, nó làm cho lá bạn nó chống rụng á, thì khả năng là nó sẽ làm cho nụ bạn bung nở nở sớm đó, bởi khó chịu lắm. Bởi vì lúc này thì bạn nên can thiệp cho nó thêm một xíu đạm đó, thêm một xíu đạm để nó duy trì cái lá của bạn ha. Thì bạn mua cái hũ này ha, bạn nào nhiều cây á, mấy chục cây, cái trăm cây thì mua cái loại 1 ký. À, cái này nó có hũ là nhỏ như thế này và hũ 1 ký, bịch 1 ký hết các bạn ha, của thằng rau mo nè, 15-30-15 nè. Thì cái thằng này á, nó có pha vô đây một cái liều rất là nhẹ mo sinh trưởng, chất điều hòa sinh trưởng á, nó giúp cho cái lá bạn nó bóng hơn nữa đó. Thì cái độ lá mà bóng, mà lá mà nó bóng thì nó sẽ van hợp tốt và nó khả năng là nó dụng sẽ được kéo dài hơn, nên nó khó dụng hơn á. Thì cái liều mình cũng đã nói rồi, là cái liều của thằng này á, là các bạn nên pha dưới 2g trong một nước. Thì vừa rồi mình có tưới cái cây này nè, bạn thấy nè, khi mà tưới thì 15-30-15 vô, tại lúc cái cây mình vừa rồi á, mấy ngày trước là mình đã bón super lân rồi. Thì bón super lân là nó sẽ mau khàn lá nha các bạn ha. Đó, mau khàn lá, tuy nó không già mấy nhưng mà nó khàn lá. Tại vì thằng super lân á, nó có nhiệm vụ á, là giúp những cái lá này nè, những cái lá non này nè, nó sẽ mau chuyển qua thành lá sậm đó. Còn thằng kali nó giúp cho những cái lá sậm này nó mau chuyển qua thành lá già đó. Còn thằng đạm thì nó giữ những cái lá sậm này nè được lâu hơn, là khó chuyển qua già, lâu chuyển qua già đó, bạn phải hiểu như vậy. Thì giờ mình tưới cái thằng 15-30-15 này, sau khi mình đã tưới thằng super lân ha, thì bạn thấy nè, cái hiện tượng mà rụng lá trên cái cây này nó sẽ ít hơn những cái cây khác đó. Thì các bạn thấy á, là các bạn nên mua hũ này. Hũ này rẻ lắm, cái hũ này 100g, bạn nó ít cây mua cái hũ, một hũ này xài không có hết đâu. 100g này nè có 20.000 thôi, 25.000, chỗ nào bán mắc lắm là 25.000 thôi đó. Thì bạn về bạn tưới cho mình, và đặc biệt là bạn mới bón super lân thì bạn phải để 10 ngày đến 15 ngày mới tưới thằng này nha các bạn ha, chứ không được tưới liền như mình đó. Thì liều mình cũng nói, nó nói vậy đó, các bạn sử dụng liều khoảng dưới 2g trong lít nước. Cây nhỏ thì bạn sử dụng liều 1g đi, còn cây hơi lớn lá nhiều thì sử dụng 1.5g là ok rồi đó. Thì 15 ngày tưới một lần, cái thằng này bạn xài tới tháng 10 luôn cũng được nữa ha. 15-30-15 này nè, tới tháng 10 luôn cũng được nữa, bạn yên tâm đi, cứ 15 ngày tưới một lần. Thì tưới cái thằng này đã giúp cho cái lá của bạn nó giữ được cái độ xanh ha, và nó vừa tạo nụ được cho các bạn nữa, tại nó có hàm lượng lân nó 30% nè đó. Bạn yên tâm đi, tưới thằng này là từ từ nó sẽ nụ, bạn nó sẽ tạo thành hạt gạo hết đó.
Còn bạn muốn ham hạt gạo mà chuyển qua vàng mới gà thì từ từ ha, tới tháng cuối tháng 10 đầu tháng 11 thì bạn có thể tăng kali lên, thì lúc đó cái lá mình nó sạm rồi nữa, thì lúc đó cái nụ mình nó quy tắc là lá nó càng sạm thì cái nụ mình nó càng chín vàng mới gà thôi đó. Bạn thấy cái thằng này cũng rất là hay ha, thằng này nó chống rụng lá cũng rất là hay và lá nó rất là mượt và cũng tùy thuộc nha các bạn ha. Có nhiều bạn nói cũng tưới cái này mà nó lá nó không được bóng là do cái bộ rễ mà nó hấp thu cái thằng này không tốt. Có nhiều khi á là cái bộ rễ bạn nó nằm trong chất chồng như mình, chất chồng của mình 5 năm rồi không có thai, thì đương nhiên cái chất chồng mà nó quá lâu mà không thai á, 4 5 năm mà không thai thì đương nhiên nó bị lèn. Mà đặc biệt là bạn mà bón phân hữu cơ mà dạng rắn á, nó có chất mùn gì nó còn lèn dữ nữa. Với lại cây mai của bạn mà khi mà chất chồng nó đã bị lèn rồi thì cái bộ rễ nó càng kém phát triển, mà bộ rễ nó càng kém phát triển thì cái chất chồng nó càng lèn hơn, thì quy tắc là vậy đó. Thì chất chồng mà nó, ví dụ nó bắt đầu nó trong quá trình nó lèn thì nếu mà cây nó sung bộ rễ nó ăn được ra nhiều thì nó sẽ làm thông thoáng chất chồng đỡ lèn, dễ thoát nước hơn. Còn nếu mà cái chất chồng đã hơi lèn rồi mà cây mình nó yếu nữa, bộ rễ nó không chịu phát triển, không chịu ra rễ thì nó sẽ làm cho cái chất chồng mình nó càng lèn hơn nữa ha, bạn phải hiểu vấn đề đó. Đó thì cây mình là 5 năm rồi không có thay chất chồng ha, nên chất chồng mà tương đối nó cũng bị lèn lắm các bạn ha. Đó, đó như mình bón thiếu đạm như thế này thì nắng lên là cái lá mình sẽ già nó rụng nè, bạn thấy ha. Đó là quy tắc đạm nó giữ duy trì cái lá mình được nằm trên cái cành lâu hơn. Còn nếu mà bạn thiếu đạm trầm trọng thì bắt đầu cái lá này phải rụng thôi. Đó là cái quy tắc nha các bạn ha. Bạn thấy nụ kim rất là nhiều nha các bạn ha. Nè, bạn bón cái thằng 15 30 15 này vô nè, nó vừa tạo nụ kim và vừa tạo nụ cho bạn luôn đó. Còn ví dụ như bây giờ bạn lấy cái thằng mà phân thùng HPV bạn bón tiếp á, là nó là cái hàm lượng là 664 thì đạm lân nó bằng nhau. Đạm lân nó bằng nhau thì nó sẽ có thể là nó đi tược nữa các bạn ha, bón cái đó có thể đi tược nữa. Thì bạn cứ cân nhắc đi, nếu mà cây của bạn mà nó cái kiểu mà nó tàn lá nó còn thưa và cái lá nó sẽ nói chung là cái lá nó không có bị rụng nhiều thì bạn có thể sử dụng cái thằng 664 phân thùng 664 bằng tưới. Mà mình thấy bạn nên bạn chọn một thứ thôi, bạn tưới thằng này là được rồi. Và cái điều lưu ý mình nói các bạn, tại sao bạn bón phân hóa học vô mà nhiều khi cây bạn nó không phát triển gì hết á, là do bạn biết gì không, là bạn bón phân hóa học hoài cây bạn nó sẽ không hấp thu được dinh dưỡng. Mình phải kết hợp phân hữu cơ các bạn ha, và mình thấy phân hữu cơ dạng nước nó sẽ tiện lợi hơn, ví dụ như phân thùng HPV vậy đó. Còn nếu bạn bạn mua được cái loại phân hữu cơ dạng rắn mà chất lượng á, ví dụ như phân dơi nè, rồi phân gà nén Nhật nè, nó nói chung là có những cái loại phân hữu cơ chất lượng, thì mình sẽ bón vô 1 năm hữu cơ thì bạn bón 4 5 lần là ok rồi, đừng bón nhiều quá và bón khi cây nó cần à. Tại vì hữu cơ nó sẽ là cái nền tảng để mà cây mình hấp thu dinh dưỡng, hấp thu phân hóa học được tốt hơn các bạn ha. Đó thì vừa rồi mình có làm cái sự so sánh giữa phân hữu cơ, cái hàm lượng phân hữu cơ và phân hóa học á, thì có một bạn nó vô phân tích cũng rất là hay, bạn nói là phân hóa học á, thì là dùng để bón thúc, tại vì phân hóa học bón vô tác dụng nó nhanh ha. Và vừa video vừa rồi mình nói là thí dụ như giữa phân phân hữu cơ mà 664 với lại phân hóa học mà 664 thì cái phân hữu cơ 664 đó cây trồng hấp thu được dinh dưỡng nhiều hơn, mình nói nhiều hơn và mình nói dễ dàng hơn chứ mình không nói là cây trồng hấp thu nhanh hơn các bạn ha. Tại vì á, đương nhiên là phân hóa học thì cây trồng hấp thu nhanh hơn, phân hóa học là bạo phát bạo tàn các bạn ha. Còn phân hữu cơ thì cây này mình ăn từ từ nhưng mà nó ăn được nhiều hơn. Ví dụ như mình nói á, giữa phân hóa học á, 664 và phân hữu cơ thùng 664 á, thì mình bón vô, ví dụ mình bón vô 5 cc cho 1 lít nước đi ha, thì trong 5 cc đó thì ví dụ đi, là mình tính lâu lắm, ví dụ trong 5 cc đó thì nó được là 10 gram đi ha, mình ví dụ nha chứ mình không tính đúng nha. Ví dụ nó trong 5 cc nó được 10 gram đạm đi đó, thì bạn thấy là cây trồng đối với 10 gram đạm của hữu cơ thì cây trồng mình nó có thể hấp thu được 8 gram đạm đó. Còn đối với phân hóa học có 10 gram đạm đó đó thì tùy theo ha, nếu chất chồng bạn mà nó bị chai pH thấp quá thì nó hấp thu chừng 2 3 phần 2 3 gram thôi đó.
cái phân hóa học là nó cái nhược điểm của nó là bạn biết gì không, là khi mà bạn bón hoài á, cái tại vì phân hóa học nó mang tính axit nên khi mà bạn bón hoài á, thì cái chất trồng của bạn nó sẽ bị hạ pH, có nghĩa là chua đất á. Thì khi mà chất trồng nó đã chua như vậy rồi thì cái bộ rễ mình nó không hấp thu được dinh dưỡng, nó chỉ hấp thu những cái chất không có lợi cho cây trồng thôi đó. Thì bạn thấy như vậy á, tại sao mình nói là không thể so sánh giữa cái hàm lượng phân hóa học và phân hóa cơ hữu cơ là như vậy ha. Là phân hóa học thì cây trồng mình hấp thu được nhiều hơn, nhiều dinh dưỡng hơn ha, tuy là nó hấp thu thời gian hấp thu chậm đó, chậm hơn phân hóa học đó, cũng tùy theo nha. Ví dụ như là hả, bạn bón vô hữu cơ nhưng nhiều khi là nó hấp thu còn nhanh hơn phân hóa học, tại vì phân hóa học chất trồng của bạn nó bị pH thấp á, nó không hấp thu được luôn đó, chứ không phải là lúc nào bạn bón phân hóa học vô cây nó hấp thu cũng nhanh được đâu ha. Đó thì mình đồng ý với quan niệm của các bạn đó, rồi mình cũng chia sẻ rồi, phân hóa học thì dùng để bón thúc ha, phân hữu cơ thì dùng để bón lót, nhưng mà phân hữu cơ hiện nay người ta đã qua chế biến là các phân hữu cơ đó không phải hữu cơ thuần nữa mà hữu cơ khoáng. Hữu cơ khoáng có nghĩa là người ta đã bào chế từ hữu cơ và chọn một ít hóa học vô đó rồi ha, bạn ha, bạn phải hiểu chỗ đó. Đó thì mình nhắc lại là trồng mai thì phải kết hợp vừa hữu cơ với lại vừa hóa học nha bạn ha. Thì phân hữu cơ là cái nền tảng để mà cây trồng mình nó dễ hấp thu phân hơn, nhất là phân hóa học các bạn ha. Đó, tại trong phân hữu cơ nó có vừa có axit humic nè, là nguồn thức ăn cho vi sinh vật nè, và nó có những cái vi sinh vật rất là tốt cho cây trồng của mình để cây trồng mình hấp thu và nó tổng hợp được cái những cái chất điều hòa sinh trưởng ha. Đó, và bón phân hữu cơ thì đương nhiên là cái chất trồng mình được cải tạo tươi xốp, nếu mình bón cái lượng vừa phải ha, đừng có quá lạm dụng thì chất trồng mình nó bị lèn thôi, đặc biệt là phân hữu cơ rặng rắn á. Rồi thôi, video mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn ha. Các bạn thấy hay hãy cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình nha ha. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo, chào tạm biệt các bạn.